một căn nhà khá là dễ thương và nhìn rất là thiện cảm anh chị. Em trực chuyên nhà đất vùng nguyên Nha Trang xin kính chào tất cả các quý anh chị. Thì hiện tại là em trực đang có mặt tại là thôn Tây 2, xã Duy Sơn, huyện Duy Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì trong video này em trực sẽ review một căn nhà có diện tích lên tới là 198,8 m, chiều ngang là 6 m và chiều dài mỗi cạnh là 31,32 m nha anh chị. Như anh chị nhìn mình thấy này, căn nhà này thiết kế theo kiểu kiến trúc ở phương Tây anh chị, nhìn rất là đẹp và rất tình cảm luôn. Đó. Thì sau khi mà em trực để đi khảo sát lên một vòng thì em trực nhận thấy cái giá về vị trí đó rất là tốt, và trong vòng bán kính là hơn 1 km này, nó gần chợ, là gần trường học, là gần ủy ban này, là cách chợ thành của huyện Diên Khánh chỉ là 2,5 km thôi anh chị, về cách trung tâm thành phố Nha Trang mình đi tới mé vòng chỉ là 12 km thôi. Thì căn nhà này thích hợp cho anh chị nào mà làm việc và sinh sống tại huyện Diên Khánh cũng như làm việc tại thành phố Nha Trang nha. Thì giá bán của căn nhà này là 1 tỷ 690 triệu, sổ đỏ đầy đủ nha anh chị. Về hướng nhà mình là hướng đông bắc nha anh chị ha. Thì cái phần xây dựng, phần diện tích xây dựng lên tới là 160 m, còn lại là ở phía sau á thì còn lại là khoảng chừng là 39 m. Thì em trực trực tính luôn cái phần mà phần là chỗ ho anh chị, thì lát nữa em trực sẽ đi ra ở phía sau nhà review cho anh chị mình xem nha. Đây cái phần bên cạnh nhà mình nè, đó đang trồng ho, tại vì thì chủ nhà họ chừa một đoạn như thế này để bên hàng xóm mở ra mở vô, mở cửa ra mở vô á, là không bị vướng đó. Cái phần sân rất là đẹp luôn. Bây giờ em trực chia ra ở phía bên ngoài nha, thì view vào bên trong cho anh chị nhà mình tham khảo. Đây đây là khu vực dân cư xung quanh này anh chị đó, ở bên nhà hàng xóm cũng đang xây dựng luôn nè. Anh chị ha, đây là mặt trước của căn nhà mình thì mới hoàn thiện cách đây khoảng chừng 2 tuần thôi đó. Như anh chị mình thấy này, thì đường trước nhà mình là đường đất nha, rộng là 3,9 m, thì tương lai sẽ bê tông, thì sẽ bê tông hóa đổ hết đường luôn. Ở phía xe cách đây khoảng chừng là 900 m thì gần chợ, thì đường nhà vuông hiện tại là nhà nước đang làm rộng tới 20 m lận. Thì tương lai thì khu vực Dương Sơn, Dương Khánh này rất là phát triển, vậy giá đất cũng sẽ tăng lên. Nhà mình đây đó, nhà mình đây, ô tô mình đi được nha anh chị, ô tô mình đi được nha, ô tô mình đậu chỗ này cũng được, hoặc là mình đậu ở trong phần sân này đó. Riêng phần sân này thì chị chủ lót cái cỏ nhân tạo này anh chị, rất là sạch. Buổi chiều tối thì gia đình mình ngồi đây chơi, hoặc là mình ngồi đọc sách, hoặc là mình tiếp đãi bạn bè ở khu vực này rất là tiện lợi luôn. Ở đây thì nước máy điện nước đầy đủ hết nha anh chị, và nhà mình thì không bị mất đất và cho thông nha. Ở đây là sạch đẹp, không dính mộ, cũng không có đường dây điện có thể đi ngang qua. Như anh chị mình thấy này, điện nước đầy đủ, wifi tới nơi. Ở phía trước thì chị chủ tặng cho mình là mấy cái cây cảnh này anh chị, cây dừa này. Đây, mặt sau rất là đẹp luôn, để lại cái dù, cái phòng ghế ngồi này cho mình nha. Đây, em trực đi về bên trong đây. Em quay cái chỗ màu hoa cho anh chị mình xem đó. Đây, em trồng mấy cái chuối này. Nhà mình ở mặt trước là sơn màu vàng nhạt nha anh chị, vàng nhạt. Đây là cửa bên phòng thờ, cửa chính mình là bằng nhôm phê nha anh chị, nhôm phê. Ở đây là bên trong, ở bên trong thì rất là thoáng, tại vì nhà mình tới một cửa sổ này, ở phía sau thêm cái 2 cửa sổ nữa, đó rất là thoáng, mở đây mở vô rất là thoáng luôn. Đây, phòng khách đây, phòng khách đây, phía sau là cái bếp nha anh chị. Bên đây là khu vực phòng thờ này, phòng thờ đây anh chị ha, phòng thờ đây, phòng thờ đây. Thì nhà mình mới xong luôn nên em trực tranh thủ lên đi review cho anh chị nhà mình còn xem căn nhà này, xem về con của em trực. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên này anh chị, phòng ngủ đầu tiên đó. Tiếp theo là mới đến khu vực nhà vệ sinh định chung cho cái nhà. Căn nhà mình tới 2 nhà nhà vệ sinh nha anh chị. Đây, nhà vệ sinh đầu tiên đây. Đầy đủ trang thiết bị gắn liền tường, cái bồn rửa tay này, toilet này, vòi hoa sen, kính, nó đầy đủ. Nên gạch của cái toilet này là hoa văn trắng nha chị, không màu trắng nha. Còn đây là màu xám, đó, màu xám.
Hiện tại là điện nước nó đang bắt nha anh chị. Ở đây là khu vực bếp, là khu vực bếp đây. Bếp rất là rộng luôn và dài. Chỗ này mình có thể để cái tủ lạnh 2 lít 2 cánh này, để khu vực này cũng được nè. Kính kính bếp. Bồn rửa tay. Chỗ này thì anh chị có thể bắt một cái dàn gỗ, tủ gỗ này, mình để chiếc bếp ở đây. Đó, cho thật cao nha anh chị. Cao. Còn đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, cũng giống như phòng ngủ thứ nhất thôi anh chị. Hôm nay em mới bật đèn. Đấy. Rồi, tiếp đến là phòng ngủ thứ ba. Thì nhà mình riêng cái căn nhà này thì dành cho anh chị nè, gia đình, còn bé mẹ mình, rồi hai con mình về, hai vợ chồng mình thì ở căn nhà này. Đấy, ở căn nhà này thì được. Đấy. Đây là khu vực nhà vệ sinh thứ hai, đầy đủ trang bị nấu tường nha anh chị. Đây, chỗ này làm để nó giặt cái khu vực này. Đây, đây là cái phần ở phía sau. Đây, phần ở phía sau này anh chị nhà mình nếu mà kỹ hơn nên làm cái một máy vòm đó, chia hết khu toàn bộ khu vực này. Thì chỗ này anh chị có thể trồng hoa, trồng cây cảnh, hoặc mình đề co thêm một cái khu vực sân vườn ở phía sau cho nó phù hợp. Ở phía sau đây là vườn dừa nha anh chị ha, vườn dừa. Đấy, em trực đi làm một vòng này. Giá bán cho căn nhà này em trực xin nhắc lại là 1 tỷ 690 triệu, cho tổng diện tích là 198,8 mét, chiều ngang là 6 mét và chiều dài mỗi cạnh là 31 và 32 mét nha anh chị. Hướng nhà mình là hướng đông bắc, sổ đỏ đầy đủ. Ở đây thì điện nước wifi đầy đủ hết nha anh chị ha. Cái phần sân em rất là thích luôn nên em trực cố tình quay cái phần đầu tiên cho anh chị cho mình xem. Thì cái phần sân này thì anh chị cũng làm một cái máy vòm để mình che nắng che mưa ở khu vực này. Ở đây thì dân cư đông đúc rồi, hàng xóm thân thiện. Về từ cái vị trí căn nhà của mình á mà đi theo hướng này thì mình sẽ đi ra được là đường Cam Vong, thì cái đó là 950 m, và mình đi tới chợ Ủy ban trường học trường mầm non á thì ngay đó là 950 m nha anh chị. Còn mình đi tới đường Cam Vong chỉ có là 150 m thôi anh chị, thì tới chợ Thành là 2,5 km, còn đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang ngay mé vòng á là 12 km nha anh chị. Điện nước đầy đủ. Thì anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem mấy căn nhà này thì liên hệ em trực. Số điện thoại em là 0843216679. Em trực sẽ gửi toàn bộ thông tin căn nhà này qua Zalo. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở một video tiếp theo nha.